Một phụ nữ Việt tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 3 tháng 4 khi tới đây để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước. Tờ Star dẫn lời đại diện cảnh sát quận Dang Wangi cho biết bà ấy đã nổi giận và bắt đầu la mắng nhân viên Đại sứ quán trước khi rút dao từ trong túi ra. Tin nói bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, dùng dao mang theo và tự đâm vào ngực. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Nhiều người trong số này làm chui. Vì cư trú bất hợp pháp nên nhiều lao động Việt khi muốn về nước phải tới Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy thông hành. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 4 cho biết đã cung cấp hình ảnh camera an ninh cho cảnh sát Malaysia điều tra.